Sáng nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng. Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế chính sách. Trong năm qua, Đà Nẵng đạt kết quả nổi bật về du lịch dịch vụ, nhưng đổi mới hoạt động du lịch đêm là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới. Israel không kích hàng loạt các tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở Liban nhằm ngăn chặn lực lượng này tiếp cận nguồn tài chính. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự trưa ngày 21 tháng 10 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tham dự lễ viếng còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kết thúc lễ viếng, các vị đại biểu Quốc hội trở về nhà Quốc hội, tiến hành phiên họp chủ bị. Sáng nay tại Hà Nội, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phía khách mời có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Nguyễn Quang Phương và Nguyễn Thị Thành. Khi tiến hành phiên khai mạc, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm các chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử nạn do thiên tai trong thời gian qua. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác lập pháp sẽ là nội dung trọng tâm, chiếm phần lớn thời gian của kỳ họp. Quốc hội sẽ xem xét 31 dự án luật, dự thảo nghị quyết, trong đó phấn đấu thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực mà thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết và nhiều doanh nghiệp, cử tri, nhân dân rất quan tâm. Trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng, xuất phát từ thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, chuyên nghiệp, khoa học, tập trung góp ý toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp của các dự án luật.
Luật cần ngắn gọn, chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các vấn đề thuộc thông tư, nghị định, không cầu toàn, nóng vội, không quy định, cứng nhắc, chuyển tư duy quản lý sang khơi thông nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để, thực chất, đảm bảo đủ khả năng cho cá nhân, cơ quan được phân cấp, phân quyền có thể tổ chức thực hiện công việc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát quyền lực, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong các luật nghị quyết, đảm bảo khi các luật, các nghị quyết được Quốc hội thông qua đạt chất lượng cao và tuổi thọ lâu, tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện luật, gắn việc xây dựng luật và tổ chức thực thi luật đạt hiệu quả cao nhất. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện, tập trung vào những vấn đề lớn, những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả, lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra ở 26 tỉnh thành phố phía Bắc và một số tỉnh ở miền Trung. Về giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Đề cập công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội sẽ xem xét tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Theo chương trình đã được Quốc hội thông qua, Quốc hội sẽ làm việc trong 29 ngày rưỡi từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cũng là kỳ họp đầu tiên có trách nhiệm về thể chế hóa nghị quyết của Trung ương lần thứ 10 khóa 13, khẩn trương đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao, thời gian qua hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới thực chất và hiệu quả hơn. Quốc hội ngày càng phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với ba chức năng quan trọng. Quốc hội cũng đã đồng hành cùng Chính phủ, quyết định ban hành kịp thời nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nêu rõ, trong tổ chức hoạt động của Quốc hội vẫn còn có những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát, từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Các quy định của pháp luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao cho chính phủ địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư, đổi mới quy trình xây dựng tổ chức thực hiện pháp luật, bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn. Để mất thời cơ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm nhiều thất thoát, lãng phí, nguồn lực, chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật. Cùng với đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cần sớm nghiên cứu, xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội phù hợp với thực tiễn, tránh trùng dẫm với hoạt động của các cơ quan nhà nước khác, gây lãng phí. Tại kỳ họp này, khối lượng các công việc giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng rất lớn. Thực tiễn đang đặt ra, cử tri đang mong chờ.
như là đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2024 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách năm 2025, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, xem xét quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, đề nghị Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng này. Nhấn mạnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đất nước cũng đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, bứt phá, trọng trách của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu, sớm xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc Nam châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước mong của toàn dân tộc. Tiếp tục chương trình phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Báo cáo cho thấy nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế xã hội năm 2024 khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Báo cáo Chính phủ cho biết, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế năm 2024 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, kinh tế xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật, khá toàn diện, dự kiến vượt và đạt 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó nổi bật là hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, đã đạt chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân sau 3 năm không đạt. Năm 2024, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra. Trong đó đáng chú ý, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%, ước cả năm đạt 6,8-7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn thực hiện đạt 17,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9%, cao nhất nhiều năm qua, trong khi đầu tư toàn cầu sụt giảm. Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, chính sách an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đặc biệt đã bố trí đủ nguồn lực thực hiện tăng lương theo tinh thần nghị quyết số 27 của Trung ương. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, cục diện đối thoại không ngừng được mở rộng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Theo đó, tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn từ 7-7,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5,3-5,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29-29,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 0,8-1%. Trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Kinh tế cơ bản thống nhất về các chỉ tiêu và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu theo báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm và bấp bênh, cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như điều chỉnh chính sách tài khóa hiệu quả hơn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vực dậy thị trường vốn. Theo nhận định của Ủy ban Kinh tế, hiện nay các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm như nợ công, nợ chính phủ, bội chi được kiểm soát thấp hơn so với chỉ tiêu đã được Trung ương, Quốc hội cho phép.
nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia được đẩy nhanh tiến độ, triển khai và đưa vào khai thác. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội năm 2024 còn đối diện với một số khó khăn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị quan tâm kỹ hơn một số vấn đề như sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại, lạm phát chịu áp lực hơn trong những tháng cuối năm, đầu tư công và đầu tư tư nhân tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 86.900 doanh nghiệp, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn. Giá nhà chung cư, giá đất nền tại một số địa phương tăng cao đột biến, gây ảnh hưởng đến nhu cầu về nhà ở của người dân, người lao động. Vì vậy, cần có giải pháp ngăn chặn xu hướng suy giảm của thị trường bất động sản, khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, giữ vững vai trò và làm mới các động lực tăng trưởng chính, động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đau xót trước sự tàn phá nặng nề của thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua. Cử tri cũng tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, nhưng cử tri và nhân dân lo lắng hậu quả do cơn bão số 3 gây ra khiến đời sống của nhân dân tại 26 tỉnh, thành phố phía Bắc gặp khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao. Cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp, chính sách căn cơ hơn để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước tác động lớn của biến đổi khí hậu. Nhất là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở Tây Nam Bộ, động đất hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Tây Bắc, bão lũ ở các tỉnh ven biển và miền Trung. Cử tri cũng kiến nghị các bộ ngành đánh giá tổng thể các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, khi vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên, bạo hành tại các cơ sở trông giữ trẻ mẫu giáo mầm non, việc quảng cáo thổi phồng tác dụng của thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh gây bức xúc cho người tiêu dùng, hay tình trạng lãng phí tại một số bệnh viện lớn khi đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, chậm đưa vào sử dụng. Đồng thời đề nghị có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng. Có hình thức xử lý nghiêm đối với người có trách nhiệm không tổ chức tiếp công dân hoặc tiếp mang tính chất chiếu lệ. Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ, phòng chống hiệu quả hơn. Cử tri và nhân dân cũng kiến nghị, sau 2 tháng triển khai luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản năm 2023, luật đất đai năm 2024, vẫn còn một số vướng mắc, nhiều địa phương chưa ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Cử tri là công nhân, người có thu nhập thấp, mong mỏi được mua nhà ở xã hội, kiến nghị đã gần hết năm 2024, nhưng tiến độ các dự án đầu tư nhà ở xã hội rất chậm, nhiều bất cập cần được xem xét, giải quyết kịp thời. Cũng trong sáng nay, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, đến nay đã có 2.238 trên 2.289 kiến nghị của cử tri đã được giải quyết trả lời, đạt 97,8%. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận tổng hợp được 2.289 kiến nghị và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Trong đó, một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri phản ánh như lao động, thương binh và xã hội, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp nông thôn, tài nguyên và môi trường, giáo dục đào tạo.
Đến nay đã có 2.238 trên 2.289 kiến nghị đã được giải quyết trả lời, đạt 97,8%, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm. Nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết trả lời trước thời hạn, chất lượng giải quyết trả lời ngày càng được nâng lên. Một số kiến nghị cụ thể của cử tri được bộ ngành nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải quyết đầy đủ về những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần ổn định, cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh những kiến nghị cử tri đã được bộ ngành giải quyết, báo cáo cũng đề cập những tồn tại hạn chế, đặc biệt vẫn còn những vấn đề mà cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đến nay, cử tri nhiều địa phương đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu trình sửa đổi bổ sung nghị định số 116 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đây cũng là ý kiến của cử tri kéo dài qua các nhiệm kỳ của Quốc hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện đúng cam kết về thời hạn đã hứa đối với cử tri. Đối với những kiến nghị của cử tri chưa được trả lời giải quyết, Ban Dân nguyện kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan khi để các kiến nghị tồn đọng. Kỳ họp thứ 8 được khẳng định là kỳ họp có số lượng, khối lượng công việc lớn, đặc biệt là trong công tác lập pháp. Bên hành lang Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng những nội dung được đưa ra bàn thảo và các dự án luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ tháo gỡ được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Có lẽ đây là một kỳ họp mà sau Hội nghị Trung ương 10 có nhiều cái sẽ rất đổi mới tại kỳ họp này. Tôi rất thấy phấn khởi là cái việc mà chúng ta có một sự đổi mới về vấn đề xây dựng pháp luật. Quan điểm của chúng ta hiện nay rất là rõ ràng về xây dựng những bộ luật ngắn gọn và có tuổi thọ cao. Chúng ta cũng không quy định những không đưa lên luật những cái quy định của nghị định và thông tư. Đấy là tôi thấy rất là phù hợp với lại cái xu hướng chung thế giới, tháo gỡ được những cái nút nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống phục vụ cho người dân. Kỳ vọng là có thể thông qua tới 15 luật. Và cho ý kiến lần đầu 13 luật, tức là 28 luật và hai cái vấn đề khác rất là quan trọng nữa. Trong đó thì một là đường sắt cao tốc Bắc Nam và hai là đưa Huế trở thành thành phố trung ương, trực thuộc trung ương. Thế thì đấy là những nội dung rất quan trọng, một thời gian họp thì rất là ngắn, nó có 29,5 ngày làm việc. Nội dung thì nhiều, trong đó cả chưa kể là tiến hành giám sát, những cái phiên chất vấn, rồi là thông qua nghị quyết để giám sát chuyên đề. Tức là rất rất nhiều những việc lớn, những việc quan trọng, những việc giám sát và những cái đặc biệt được công tác lập pháp. Với danh mục các dự án luật và các vấn đề được xem xét cho ý kiến và thông qua trong kỳ họp này thì tôi thấy rằng với những cái nội dung đấy đều là những nội dung vô cùng trọng điểm mà chúng ta xem xét và thông qua các dự án luật ấy để tháo gỡ rất nhiều những khó khăn vướng mắc đang gặp phải trong cái quá trình chúng ta thực thi pháp luật. Thế và chúng tôi cũng rất hy vọng là sau kỳ họp thứ 8 này, với những vấn đề đã được xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp 8 thì chúng ta sẽ có một cái sức bật mới, một cái bước tiến mới trong phát triển kinh tế xã hội để chúng ta kết thúc thắng lợi cái nhiệm kỳ 2020-2025 là một cái nhiệm kỳ rất là nhiều thử thách, rất là nhiều khó khăn. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 đã diễn ra tối qua tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tới dự lễ trao giải có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang. Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được số lượng tác phẩm dự thi rất lớn.
468.792 tác phẩm, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Nét mới năm nay là sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh, sinh viên với 35.000 tác phẩm, thể hiện ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 134 tác phẩm đoạt giải ở các thể loại, 20 giải triển vọng và 20 giải tập thể xuất sắc. Cuộc thi năm nay là điểm sáng nổi bật trong thực hiện nghị quyết số 35 NQTV ra ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các tác phẩm tham gia dự thi đã bám sát các vấn đề thời sự nổi bật, nhiều tác phẩm xuất sắc từ cách chọn vấn đề, đặt tên chủ đề, lập luận và kiến giải một cách khoa học, chặt chẽ, lôi cuốn. Những kết quả đạt được và ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi lần thứ tư là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi hy vọng cuộc thi tiếp tục được lan tỏa và hiệu quả ngày càng cao, tạo xung lực mới và chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Và chiều qua tại nhà sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp tổ chức khai mạc trại sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Trại sáng tác diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 10 với sự tham gia của các nhạc sĩ thuộc các chi hội nhạc sĩ Việt Nam khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Trại sáng tác là dịp để các nhạc sĩ thâm nhập thực tế, nuôi dưỡng cảm xúc, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm âm nhạc chất lượng, có quy mô, tầm vóc, phản ánh được vai trò, sứ mệnh lịch sử của cơ quan dân cử nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Quốc hội là đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Chúng ta sẽ sáng tác như thế nào, viết như thế nào, ca ngợi như thế nào để mà chạm đến trái tim của công chúng và đặc biệt là những ca khúc đã để lại những cái tình cảm đối với lại những người làm công tác quốc hội này. Đề tài về Quốc hội là một cái đề tài rất là khó. Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói chung cũng như là từng nhạc sĩ ở các địa phương nói riêng nỗ lực vượt qua để chúng ta có những cái tác phẩm tốt cho cái trại sáng tác đợt này. Thông qua trại sáng tác, Ban tổ chức và hội nhạc sĩ sẽ lựa chọn một số tác phẩm xuất sắc để dàn dựng, phối khí, thu thanh và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số, qua đó góp phần tiếp tục lan tỏa mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động. Làm việc với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý thành phố tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế đêm. Dù trong năm qua Đà Nẵng đạt kết quả nổi bật về du lịch dịch vụ, thế nhưng đổi mới hoạt động du lịch đêm tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước tiêu tiền nhiều hơn là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới. Cùng với chợ đêm Sơn Trà, khu chợ đêm Helio là điểm vui chơi thu hút du khách. Phố đi bộ, chợ đêm An Thượng tuy được sự đón nhận của du khách với định hướng hoạt động về đêm muộn, nhưng lại gặp rào cản do nằm xen kẽ khu dân cư và khách sạn. Việc sử dụng âm thanh lớn phần nào ảnh hưởng đến khách lưu trú. Đây là một địa điểm bán đồ ăn thú vị, nhưng chúng tôi vẫn muốn được thưởng thức đa dạng hơn, có thể là kết hợp dạo phố. Và nếu được thì nên có một khu vui chơi tập trung để hạn chế di chuyển nhiều. Phố đi bộ Bạch Đằng dù mới được đưa vào hoạt động, tuy nhiên lượng khách chưa đạt kỳ vọng, cũng như chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ có thể lấy được nhiều tiền từ du khách. Do đó, đề xuất của Sở Du lịch Đà Nẵng là thí điểm phố đêm tương tự Bùi Viện là cần thiết. Thì về mặt doanh nghiệp thì chúng tôi rất cần những cái hoạt động như thế này, đặc biệt là hoạt động về đêm để có những cái sản phẩm và những cái hoạt động nó được phong phú hơn và thu hút hơn khách du lịch về. Có thể tổ chức những cái phố đi bộ theo kiểu Bùi Viện, những cái phố khu phố Tây như vậy. Thì hiện tại chúng ta cũng đang hình thành những khu phố Tây ở phía An Thượng, đồng thời cũng các thành phố cũng đã giao cho các quận, các địa phương chủ động tổ chức những cái khu vực chợ đêm, kinh tế đêm. Thì đây là một trong những cái bước ban đầu mà chúng tôi có thể nghiên cứu để có thể là hình thành những cái khu vực chuyên biệt hóa để phục vụ riêng cho khách du lịch vui chơi giải trí vào cái khu vực vào cái thời gian ban đêm. Những khu vực tiềm năng được xét đến như đường Bình Minh, Trần Văn Trứ, đường Trần Hưng Đạo. Tại Cầu Rồng, Sở Du lịch cũng đề xuất thực hiện ý tưởng sâu diễn âm thanh ánh sáng kết hợp phun lửa, phun nước, huyền thoại rồng.
Chuyển sang với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Israel đã không kích hàng loạt chi nhánh của các tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở thủ đô Beirut, Liban. Động thái này nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah tiếp cận nguồn tài chính. Hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Liban. Theo truyền thông Liban, Israel tiến hành ít nhất 11 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, cách biên giới Israel khoảng 100 km. Các cuộc tấn công nhắm đến chi nhánh của tổ chức tài chính Anwar al-Hassan, một trong số các chi nhánh bị nhắm đến nằm gần sân bay dân sự duy nhất ở Beirut. Anwar al-Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hezbollah sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hezbollah. Anwar al-Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Liban, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô. Trước đó, quân đội Israel cũng không kích vào trụ sở cơ quan tình báo và một xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất của Hezbollah ở Beirut. Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Liban sau khi thủ lĩnh Hamas Sinwar bị hạ sát hồi tuần trước, làm dấy lên hy vọng mở ra không gian mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột hơn một năm qua giữa Israel và các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran. Các công tố viên Liên bang Đức thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Libya bị tình nghi liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng âm mưu tấn công đại sứ quán Israel. Cảnh sát đặc nhiệm đã đột kích một căn hộ ở phía bắc Berlin và bắt giữ đối tượng tình nghi người Libya, 28 tuổi. Chúng tôi đã bắt giữ một công dân Libya vào tối qua tại Brno, gần Berlin. Đối tượng này đã hỗ trợ một tổ chức khủng bố nước ngoài. Theo những phát hiện của chúng tôi, người đàn ông này được cho là đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng súng vào Đại sứ quán Israel tại Berlin và đã liên lạc với một thành viên nhà nước Hồi giáo tự xưng IS liên quan đến vụ việc này. Đối tượng được xác định là Omas A. Người đàn ông này được cho là đã nhập cảnh vào Đức vào tháng 11 năm 2022 và đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 1 năm 2023, song đã bị từ chối. Đại sứ Israel tại Berlin, Ron Proser, đã cảm ơn nhà chức trách Đức vì đã đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Israel. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ đang vận dụng nhiều chiến thuật để thu hút cử tri. Cả hai ứng viên đang nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri khi ngày bầu cử đang đến gần. Phó Tổng thống Kamala Harris đã vận động cử tri của những người thuộc Đảng Cộng Hòa nhưng ủng hộ bà tại bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng có các sự kiện ở các bang có truyền thống ủng hộ ứng viên dân chủ như California, New York hay Colorado và Illinois, những nơi ông Joe Biden giành chiến thắng cách đây 4 năm. Theo nhận định của giới quan sát, cả hai ứng viên đang hướng đến lượng cử tri ngoài lãnh địa truyền thống của mình nhằm thu hẹp khoảng cách và để bù đắp cho sự mất mát tiềm tàng trong những nhóm cử tri khác. Cuộc khảo sát của The New York Times công bố hồi đầu tháng này cho thấy 9% cử tri tiềm năng tự nhận là thành viên Đảng Cộng Hòa nói sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, cao hơn 4 điểm phần trăm so với trước đó một tháng. Cuối tuần qua, bà Kamala Harris đã mời những ca sĩ nổi tiếng như Lizzo hay Usher tham gia các sự kiện vận động cử tri nhằm khuấy động không khí và cũng là cách để tạo sự tương phản với ông Trump. Và phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.